Xin chào quý vị và các bạn, tôi đến từ công ty cửa Nam Bình Đông. Thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một mẫu cửa nhôm sinh pha 4 cánh. Thì bộ cửa này thì có chiều cao là 2m4, chiều ngang là 3m2, sử dụng nhôm sinh pha dòng phổ thông, phụ kiện hãng Daraho. Sau đây tôi sẽ quay lại gần và quay chi tiết cho quý vị và các bạn xem. Đây là màu nâu cà phê. Bộ cửa 4 cánh thì chúng tôi sử dụng 16 cái bản lề, một bộ khóa và 6 bộ chốt bật cho 3 cái cánh phụ. Đây là cánh phụ bên trong, bên trái. Ở bên này là 2 cái cánh phụ bên phải. Đây là bộ khóa la điểm hãng Daraho. Khóa la điểm thì gồm có một điểm khóa chính và 2 điểm khóa phụ ở hai đầu cánh. Điểm khóa chính thì nằm ở giữa phần thân khóa thôi, điểm khóa phụ bên dưới. Đây là điểm khóa phụ bên trên. Và đây là chốt bật cánh phụ. Chốt bật cánh phụ thì chúng tôi sử dụng hãng Kim Long, do có thể tùy biến được chiều dài theo ý muốn và chất lượng ok hơn so với nhiều các loại chốt khác, và nó cũng dễ sử dụng. Là bộ chốt bật bên trên nó dài để chúng ta không phải với. Là bộ chốt bật cái phụng dưới. Ở đây là bản lề 4D Daraho. Toàn bộ phụ kiện thì chúng tôi đều bán giữ bằng vít inox. Hiện tại thì công ty chúng tôi có nhận thi công cho các công trình về các sản phẩm cửa nhôm sinh pha và một số loại cửa nhôm kính cao cấp khác. Nếu quý vị có nhu cầu, xin vui lòng liên hệ đến hotline 0933 626060. Chúng tôi sẽ tư vấn và báo giá cho quý vị cách chi tiết. Sau đây tôi xin kết thúc video này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi.